Dương ơi, hình như tao mày tới sớm nha. Giờ này chưa thấy ai tới quay phim nữa nè. Có gì đâu mà lo. Thì tao với mày ngồi xuống đây uống sữa rồi đợi đứa kia tới. Ừ. Ủa, sữa Cun có nhiều vậy, sao mày uống vị sô-cô-la lúa mạch hoài vậy? Muốn biết lý do không? Đứng lên đi. Thấy gì không? Tao cao hơn mày nè. Bởi vì ở trong sữa Cun có bộ công thức cao lớn giúp mình cao nhanh hơn đó. Ủa? Sữa Cun mới hả Ngọc? Sữa Cun mới đó. Hương vị bánh quy nó thơm lắm. Để cho tưởng thử miếng coi. No. Sữa có ai người nấy uống. Mày đừng tưởng dễ ngậm chung một cái ống hút. Như trà đẹp nha. Ơi quá à. Ê, anh Vinh mới đưa tới rồi kìa. Mấy đứa tập trung lại giùm anh Vinh cái đây. Tiếp hôm nay quay về nội dung gì mà anh tập hợp cả team tới sớm như vậy? Anh cho mấy em tùy chọn luôn. Một là thử thách, hai là ẩm thực, ba là trò chơi. Chọn nào? Thôi trò chơi. Vậy thì mình sẽ thực hiện series trò chơi. Yeah. Nghe đến trò chơi là biết chuẩn bị có phần thưởng nữa đó các bạn. Mà phần thưởng anh tính tặng cho bọn em hôm nay là cái gì vậy? Để mình hỏi mấy em cái đã. Mấy đứa muốn anh tặng phần thưởng gì nè? Suy nghĩ đi. Hú nhồi bông. Hú nhồi bông. Hú nhồi. Thú nhồi bông nhanh nhanh. Thôi đừng gồng nữa nè. Vậy thú nhồi bông đi. Thằng Hùng nó nói đúng rồi đó. Đông tới rồi, thời tiết lạnh muốn chết. Mà có gấu bông để tối ôm ngủ là ấm lắm luôn á. Chi? Thằng Hùng. Ở đây 9 thành viên. Ừ. Mày đi mua giúp tao 9 con thú nhồi bông khác nhau về để tổ chức trò chơi coi. Cũng được. Nhưng mà mày phải đồng ý với tao một điều kiện rồi nha. Nói. Là mày phải cho tao tham gia trò chơi này chung với mấy đứa để kiếm gấu bông nơi anh này tặng dấu ghệ. Đi mua đi. Wow. Đây chính là số thú nhồi bông mà chiến sư đệ vừa mua về đây nè. Không lại. Đẹp không? Đẹp anh ơi. Nhìn thôi là biết trò chơi gì rồi chưa? Đồ thật đồ giả. Chính xác là đồ thật đồ giả luôn. Anh Vinh ơi, thú nhồi bông hay toàn không giặt không à? Giờ thiệt là gì? Thì thú nhồi bông là động vật, thì đồ thiệt là thú cưng. Nhưng mà trước khi bắt đầu cái trò chơi này, anh sẽ dạy cho mấy đứa ít từ vựng tiếng Anh. Chữ này nghĩa là gì? Đất. Là con gì? Đất. Đất. Đúng rồi. Từ này đọc sao nè? Pig. Pig là con heo. Giỏi. Trời. Con này không lẽ không biết? Cá. Con heo. Bây giờ hỏi cá nhân đi. Chữ này đọc sao? Phương. Snail. Đọc lại. Snail. Con gì? Là con ốc sên. Giỏi. Này đọc sao Thảo? Porcupine. Con gì? Dạ là con nhím. Đúng. Wow. Hay nè. Này đọc sao ta? Frog. Frog. Con gì? Con gì? Trời ơi, con gì mà nhảy nè. Em biết rồi nè anh Vinh ơi. Tập trung nghe đại nói kìa. Frog nó chính là con cóc. Con ếch đại ca ơi. Ủa con ếch hả? Frog con ếch. Anh dạy rồi mà quên rồi. Này đọc sao? Thothos. Con rùa. Đúng rồi. Trời ơi, không lẽ con này không biết. Con này con gì? Mớt. Này. Đó. Con chó. Không biết nữa, đi ngủ luôn cho rồi. Này rồi rồi ha. Vậy rõ chưa? Vậy. Bây giờ mấy đứa bốc thăm. Hên xui thôi, xếp lại giùm anh lá thăm này đi. Rồi. Ai bốc trúng lá thăm nào thì bạn đó sẽ có cơ hội dở một bên sẽ là thú bông và một bên sẽ là thú cưng. Mới biết từ này luôn các bạn. Porcupine là con nhím đó. Shop chuột hamster của anh Vinh cũng có bán nhím ha ta? Đúng rồi, shop của anh Vinh có bán nhím, shop của chuột hamster nữa. Các bạn nào có nhu cầu nước hút cơn á, hãy ghé show họ anh Vinh nha. A few moments later. Ở trong cái thau này có 9 lá phiếu bốc thăm.
Em nào muốn tham gia trước? Em đã. Em Ngọc giơ tay trước. Dạ. Rồi này. Bốn tay lên cưng. Lắc cho mạnh mạnh lên. Để thôi mình làm clip nào người ta cũng nói mình dàn xếp. Ừ đúng rồi. Rồi bốc đi. Bốc đi Ngạo. Dạ đi cưng. Đây cái tấm này đây. Đưa cho Ngạo. Cái gì cái vậy? Piết là con heo. Đúng rồi, Piết, Piết, Piết. Anh Ngọc với anh lo cho này đi. Quẹt vô đi. Bịt mắt Ngọc rồi. Bịt mắt lại, bịt mắt lại đi. Không có chơi vàng nha. Chắc chà. Rồi mấy bạn nữ. Con heo nè. Đây con heo nè các bạn. Heo. Mắt hình đây. Bên nào giờ? Đó, đây nè. Bên này đi. Chưa. Từ nha. Chuyện 3. Thằng Ngọc áo xanh nè. Chọn thùng này đi. Em thùng này. 1 2 3. Wow. Heo em đâu? Ui, heo thiệt. Muốn heo đúng không? Ủa, chẳng phải anh nói clip này bốc thăm trúng thú nhờ bông hoặc là thú cưng mà anh Vinh? Chuyện này thú cưng của cưng nè. Cái này là heo đế thịt chứ thú cưng hồi nào. Đây mình là nuôi đừng có ăn thịt, nó thành thú cưng nè. Thôi đi anh Vinh ơi, nhà em 4 cái miệng ăn là đủ rồi. Cơm dư đâu ra mà nuôi thêm một con heo. Anh Vinh chở Ngọc đi bắt heo chừng nào mới về trời? Thì chừng nào xong thì anh về cưng hỏi anh chi. Anh lấy máy điện tử điện trên đồ chơi mà có xin phép anh Vinh chưa? Anh xin phép rồi, mà công nhận cái máy này chơi game đã thì chứ. Khi các bạn săn được thẻ siêu tốt sẽ đổi được cái máy trò chơi điện tử này nè và một cái phao hộp Bubble Moon. Trong một lốc sữa sẽ có một thẻ, nếu các bạn sưu tập đủ 24 thẻ sẽ đổi được một hộp cool. 36 thẻ bạn sẽ đổi được một bộ dụng cụ học tập cool. Các bạn sưu tập đủ bộ chữ cùng cool làm việc tốt mỗi ngày sẽ đổi được một mũ bảo hiểm hoặc là đôi giày thể thao cool. Five minutes later. Thành viên thứ hai đâu? Dương trước nè. Dương trước. Đúng rồi. Dương lên trên này đi. Bốc thăm nào. Rồi cái này đi. Rồi. Mở ra. Quay lại. Bớt. Con gì? Rồi con chim. Giờ trên này bịt mắt đi. Bịt mắt lại nha. Đây để bịt cho. Nhắm mắt lại nha. Rồi bịt chi. Đi. Đó. Con chim bự quá thì để giấy cho thùng nha. Dạ. Đây, mình sẽ lấy con chim nha các bạn. Siêu dễ thương luôn. Để đâu vợ, đại. Để bên nào cũng được. Để đâu vợ, bên này đi. Bên này chưa. Ừ. Trời, để bên đây. Vậy mình lại bên này nha. Bên đây nha các bạn. Rồi. Đó. 1, 2, 3, quay lại đi. Rồi, cầm đây. Chiến xâm. Xâm nè. Đúng. Chiến xâm. Chiến xâm. Chọn đi Dương. Chọn đi. Cái nào, cái nào. Cái này đi. Rồi, dở không? Chim thiệt nha mọi người. Rồi chúc mừng Tiểu Dương được trúng đựng thú nhồi bông. Tiếp theo tới ai đây? Chị Thảo kìa, người ta giơ tay trước kìa. Ok. Chị Thảo lắc đi. Rồi dở. Rồi chọn lá này đi, không biết gì mở nữa. Mở ra coi, quay lại. Đó, con chó. Con chó. Được rồi. Thôi để tao quay phim cho mày vô đấu với chị Thảo đây. Ok. Rồi. Bớt mắt lại nè. Chắc nha. Rồi yên tâm đi. Đây. Mấy đứa đi chung đi. Anh Hảo lên chó đi nhau. Quý định chọn cái này. Rồi. Có tài giấy bên này nè. Để vô nè. Rồi quay đầu lại đi. Chuẩn bị cùng nhau dở nè. 1, 2, 3. Con chó các bạn ơi. Hên quá. Gọi con chó của em đâu? Anh nhìn nó đi. Nó đang tính đòi ăn thịt em kìa. Con này là con quỷ, chứ con thú cưng gì trời. Xui thiệt chứ các bạn. Bốc thăm chúng chó mà giờ không dám đem về nuôi. Nó giỡn thôi, chứ con chó chị Thảo đây nè. Sao thấy vui chưa? Dạ vui. Trời ơi, thành viên tiếp theo ai muốn tham gia đây? Á Tiên giơ tay trước nè. Á Tiên lắc đi. Lắc chứ. Bốc thăm đi Á Tiên. Hết cái này đi.
Mở ra coi. Mở ra. Quay lại ai? Gì vậy? Snail. Con gì? Là con ốc sên. Đúng rồi. Là thấy đâu với bên sư đệ đây. Đưa thằng què tao bịt mắt mày lại nè. Lên trên này đi Á Tiên ơi. Á Tiên này đi. Sư đệ lại nè. Nhắm mắt lại nè. Rồi. Xong phim rồi nè nha. Không có gian lận nha mày. Snail là con ốc nha các bạn. Đây. Ốc sên. Nó đem mày đạn. Để đâu vậy? Đi. Rồi mình sẽ... Mình chưa không chưa? Chưa rồi, gấp quá à. Được rồi, rồi. Rồi. Quay đầu lại đây. Lấy A Tiên ơi. Chưa, quẳng tù tì. Quẳng tù tì hả? Với A Tiên nè. Một, hai, ba. Một, hai, ba. Ơi, một, hai, ba. Thì dính ốc sên thiệt rồi nè. Đây nè, ốc sên thiệt nè. Rồi đem về nhà nuôi đi cơ. Á Tiên xui. Tới thành ngáo, tới thành ngáo nè. Thành ngáo giơ tay trước cho thành ngáo lắc luôn. Lắc luôn. Cho em lắc luôn hả? Em tự lắc luôn đi. Đây, mở ra. Chọn cái nào bây giờ? Chọn cái này đi. Rồi mở ra. Em làm cho. Dạ. Quay lại ơi. Hot porcupine. Con gì? Con nhím. Rồi, lấy con nhím ra đây. Bịt mắt lại chứ. Ok. Nhắm mắt lại. Ok em. Chắc nha. Rồi. Con nhím vô cái chảo các bạn ơi. Con nhím vô chảo nha các bạn. Rồi được rồi nè. Nguyên một cục luôn nè. Rồi đem đặng đi. Nhắm mắt kỹ quá các bạn ơi. Ở đây đâu vậy? Ở bên này. Cứ từ từ, cứ từ từ. Ôi, con nhím bắt đầu quay lại. Xong rồi hả? Chí xàm anh Vinh ơi. Chết luôn nè. Đúng. Chí xàm. Yeah. Chọn bên đây các bạn ơi. Chọn bên đây. Rồi vậy mình chọn bên này. Đếp. Một, hai, ba. Wow. Quá đã luôn mấy bạn ơi. Cho hỏi vị huynh đài nào để nhím vô chảo gì? Mày tính chiên nó hay gì vậy? Đứa nào vậy? Em. Thôi, dù sao đi nữa mình cũng được nhím thiệt nha các bạn. Thấy gì chứ, nó hiền lắm, mình sợ nó được nè, các bạn nhìn nè. Vậy. Nó không có vụ mà bắn lông như trong phim hoạt hình nha các bạn, nó hiền khô à. Đó, bạn nào muốn mua nhím, mua chuột thì cứ ghé shop của mình. Rồi, cầm đi. Tiểu Phương đi. Lady first. Rồi, quên nữa. Ở đây lần này mình sẽ quay phim cho thằng Quang vô trong này thi đấu với Tiểu Phương đây. Tao tiếp. Lắc đi. Rồi tao lắc luôn nha. Lắc đi mày. Quay lại. Rồi để Tiểu Phương bóc đi. Phương bóc đi. Em bóc lá này. Đó. Mở ra coi. Rồi khát là mèo. Mèo. Bịt mắt nó lại, bịt mắt Quang lại đi chứ ơi. Bịt mắt lại đi anh Ngọc. Tao phải lấy con mèo nhồi bông mới được. Sạc lại nha, không ăn vàng nha. Sạc chưa, sạc chưa. Mẹ để con bông với tờ giấy nha các bạn. Tại vì con mèo để không vừa. Đưa mèo lên coi. Đây, đây. Hồi cái mặt của nó kìa. Sao giống hệt cái mặt của mày vậy? Đúng rồi. Để tờ giấy mình ăn. Mèo. Đó. Xuyến sầm đi. Xuyến sầm. 1, 2, 3. Được. Trời ơi. Mấy thằng lớn giả thì chưa. Bên này đấy. Chắc chưa. 1, 2, 3. Ôi, chúc mừng Tiểu Phương. Con mèo tao đâu mày? Mèo mày đi ra đây. Ủa, mẹ của con Quang hả? Đi ra đây đi. Đâu. Ô, mèo của con Quang đâu rồi? Kìa, mấy đứa nó lấy con mèo cho mày kìa. Trời, lấy con mèo. Đó. Trời ơi, dễ thương dữ mày. Đó, con mèo nè. Mèo. Trời, lấy về nhà nuôi đi mày. Ok luôn. Rồi, tiếp theo là tới lượt của mình nha các bạn. Rồi, vậy mình sẽ đấu với Vũ Thanh nè. Đây, để tao lắc cho. Còn có 3 phiếu mà các bạn ơi. Lắc mạnh lên. Được rồi. Rồi, bóc chạy. Vậy. Thôi thả là con gỗ. Con gỗ. Mình mắt ở đây. Rồi để mình mắt cho anh cho. Rồi. Rồi mình sẽ đi bắt con gỗ nhé các bạn. Một con thôi. Đây nè. Được chưa đại? Để đem ở đây nè. Thôi để đâu vậy? Để đây. Đi. Ok.
ơi. Bữa nay là sẽ là thú bông luôn các bạn. Xong rồi nè, quay lại đi. Quán đầu tiên nè, vô nè. 1, 2, 3. Yeah. Đừng có em nữa rồi. Đâu rồi mày ơi. Thành chọn đi. Chọn kỹ nha. Chọn kỹ nha mày. Cái mày cái này đi, cái này nè. 1, 2, 3. Yeah. Con rùa thiệt các bạn ơi. Con rùa thiệt nha các bạn. Đó, nó đây nè, cho nó mập phù lù luôn. Ồ, lại vậy. Rồi, chúc mừng Vũ Thanh nha. Yeah. Tiếp theo tới ai? Em cho em nè. Em à, đây, đây, đây. Lắc em luôn nha. Cho lắc nè. Rồi, rồi còn hai phiếu thôi. Cái nào đây? Trời ơi. Cái này đi. Em đây. Cũng lộn xộn nữa. Rồi, Farad. Cái gì? Cái gì đọc lại ơi? Farad. Rồi, con gì? Con lạc. Trời ơi. Rồi bên mà sao đi, gặp với học sinh này chắc được chết. Rồi đi đi, bạn chuẩn bị đi mấy đứa ơi. Rồi, mắc lại đi. Rồi, vô lẹ đi, lẹ đi. Đây 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 đây, có bóng đi mấy bạn ơi. Đó, để đâu giờ ta. Đi đi đây. Đọc dán lâu rồi. Bên này đi rồi đi. Trời ơi, thầy ở trong này nè. Rồi, cứ để nguyên vậy đi. Để lên, để lên. Rồi, xong rồi nha, quay lại đi. Áo thẳng nha. Đây, vô quên đó. Dòng này là mày mà, vô đây mày xiên xịn với nó đi. Trời sao quên đó. Hồi nãy giờ nó thấy rồi, không được, không được. Rồi, Nguyễn Sâm. Chọn màu cam. Rồi, lại màu xanh nha. Còn mình là được con ếch nha các bạn. Đây là con ếch nè. Đó. Con này. Nó nhảy quá. Con này chiều nay cho vô nồi luôn. Chứ ở đó mà nuôi cái gì hút cơm cái gì. Còn ai nữa. Còn lá cuối hả. Rồi cầm bắt thơm. Đớp. Rồi gì. Đớp là con vịt. Con vịt. Mày đọc 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 lại nghe. Đớp. Đớp gì. Đớp lại. Đất. Đất, đất gì á? Đất. 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 Rồi, tiếp theo đi. Rồi, để rồi, đi rồi. Rồi, bình đi. Rồi, trận đấu sinh tử này tao phải chiến thắng mới được. Vòng cuối cùng nha. Bắt con vịt thôi. Các bạn ơi, mà con vịt nó kêu á là dễ biết lắm. Cho nên mình sẽ bỏ tờ giấy nha. Rồi, ok, ok. Bỏ tờ giấy thay cho con vịt. Giấy rồi, bỏ vô đi mấy đứa ơi. Ở đâu, bỏ vô. Im lặng nào. Rồi, để lại. Rồi, bên kia đâu. Rồi, xong rồi, quay lại đây. Rồi, quay đầu lại đi. Rồi, quán đầu tiên với nhau nè. 1, 2, Được, chỉ ghé chọn được con vịt rồi đúng không nha. Quay lại đi. Rồi. 1, 2, 3. Yeah. Hên quá. Chị sẽ để hên quá các bạn ơi. Con vịt cưng đảng đi, đảng bưng hai vịt về. Con vịt này hơi bị dễ hương nha các bạn. Gán về nhà chăm sóc nó đàng hoàng, đừng để nó chết nha cưng. Dạ. Còn nghiệp lắm. Còn clip này mấy đứa vui không vậy? Dạ. Anh Vinh ơi, còn thú nhồi bông không? Chơi thêm một vòng nữa đi. Hết rồi, để khi khác mua về làm clip tiếp. Vậy bây giờ tụi em uống sữa nha. Thoải mái đi. Tao chọn cái này. Rồi. Các bạn nhớ cùng con vận động ít nhất 60 phút mỗi ngày nha. Chương trình kéo dài tới ngày 28 tháng 2 năm 2022 đó các bạn. Rồi mấy bạn có thích series trò chơi như thế này không? Để lại bình luận cho team mình biết nha. Còn bây giờ thì đừng quên đăng ký kênh, bấm like, bấm chuông để ủng hộ team mình. Bye bye. Sao chở đủ 3 thằng với cả đống đồ ăn nữa? Ai nói với mày là mình du lịch bằng chiếc thuyền đó vậy? Chưa đi bằng cái gì? Tiền trao cháu bút mình Vinh ơi. Nè. À, anh muốn con thuyền cái mập của em vậy là đúng rồi đó. Ở xóm này nó là đỉnh nhất rồi. Rồi, để lên đây đi. Bưng thuyền xuống dưới đi anh em ơi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Rồi, rồi, rồi. 1, 2, 3. Từ từ nè. Rồi nè. Rồi nè. Cho bánh xe nó hơi kích. Chúc mấy anh đi du lịch vui vẻ nha. 5 minutes later. Con thiền này vậy mà mướn 500k một cái đó trời. Thiền đỉnh nhất sớm có khác. Mày tát nhẹ nhẹ thôi chứ. Mày tát hồi nó muốn lật thiền luôn á. Mày bị ngáo hả? Thiền vô nước không chìm tôi mất gì lật. Ê, lật đi, lật đi. Quay.